bạn đang xem trên tay tôi đó là thông tin lái phụ của con lái phụ của dòng xe Mitsubishi Pajero, con lái phụ đấy. Thì là con Pajero này sẽ dùng thước lái và chính là cái độ con lái này sẽ đánh tác dụng đánh lái luôn đấy. Thì là đây là lái phụ, thì trong quá trình mà chúng ta đi xe cũng hỏng cái đôi pin này thì lúc đó bắt buộc các bạn sẽ phải thay thế dùng hàng Việt chuyên nhập khẩu, và phần phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Pajero chính hãng đại truyền Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Bon tim, bon lái phụ, thì các bạn yêu cầu thay thế thì vui lòng liên hệ phụ tùng An Việt, thì chúng tôi chuyên cung cấp đầy đủ phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh.